huấn luyện viên Philippines bị dọa giết tại Indonesia vì câu nói liên quan đến tuyển Việt Nam. Theo truyền thông Indonesia, huấn luyện viên Tom Senfies bị một số cổ động viên quá khích nước này dọa giết vì nói muốn giúp tuyển Việt Nam đi tiếp. Mới đây, tờ Okezone đã đăng bài viết có tiêu đề huấn luyện viên Philippines bị dọa giết trước trận gặp Indonesia vì muốn giúp tuyển Việt Nam đi tiếp. Theo tờ báo hàng đầu Indonesia, một số cổ động viên quá khích đã buông lời đe dọa huấn luyện viên trưởng của tuyển Philippines sau phát ngôn của ông ở trận đấu với tuyển Việt Nam. Khi đó, ông Tom Senfies nói, "Tôi sẽ rất vui nếu cổ động viên Việt Nam ủng hộ Philippines ở trận cuối, vì nếu chúng tôi hạ Indonesia còn các bạn thắng Iraq, Việt Nam sẽ đi tiếp." Sau phát biểu này của nhà cầm quân người Bỉ, truyền thông Indonesia cho rằng ông đang muốn giúp tuyển Việt Nam giành vé đi tiếp bằng cách đánh bại thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong. Tuy nhiên, huấn luyện viên Tom Senfies cho biết truyền thông xứ vạn đảo đang hiểu sai ý mình. Khi ấy, truyền thông Việt Nam hỏi tôi liệu đội bóng của họ có cơ hội vượt qua vòng loại này hay không. Tôi đã nói rằng Philippines sẽ cố gắng hết sức để đánh bại Indonesia và các bạn phải ủng hộ chúng tôi, vì nếu chúng tôi thắng Indonesia thì tuyển Việt Nam sẽ đi tiếp nếu thắng Iraq. Tôi xin nhấn mạnh rằng tôi nói vậy không phải vì ủng hộ tuyển Việt Nam. Báo chí Indonesia đã hiểu sai rồi. Tôi đâu phải thành viên trong đội bóng ấy. Điều duy nhất mà tôi quan tâm là tuyển Philippines thi đấu hết sức trước Indonesia. Đó là điều bình thường trong bóng đá, bởi chẳng huấn luyện viên nào muốn thua trận cả, huấn luyện viên Philippines giải thích. Sau 5 lượt trận, Philippines đã chắc chắn bị loại khi chỉ có 1 điểm. Còn Indonesia có 7 điểm và họ cần đánh bại Philippines để lấy vé đi tiếp. Nếu điều này xảy ra, tuyển Việt Nam sẽ bị loại, bất kể thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có giành kết quả thế nào trước Iraq. AFC dự đoán trận đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Iraq. Liên đoàn bóng đá châu Á nhận định về trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Iraq tại lượt trận cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có mặt tại thành phố Basra, Iraq từ chiều ngày 8 tháng 6 nhằm hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu gặp đội tuyển Iraq tại lượt trận cuối bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Theo kế hoạch, màn so tài giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Iraq sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 11 tháng 6 giờ địa phương, tức 1 giờ ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Trước thềm bóng lăn, Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC đã đưa ra một số nhận định đáng chú ý về trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Iraq trên trang chủ chính thức. Cụ thể, AFC cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ tới Basra với mục tiêu đánh bại đội tuyển Iraq và hy vọng tuyển Philippines sẽ giúp đỡ họ bằng cách từ chối chiến thắng của đội tuyển Indonesia. Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á đồng thời đưa ra lập luận, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện quyết tâm đáng kinh ngạc để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2 trước Philippines hôm 6 tháng 6. Đó là trận đấu đầu tiên của huấn luyện viên Kim Sang-sik trên cương vị huấn luyện viên trưởng và chiến lược gia của Hàn Quốc sẽ kỳ vọng đội bóng của ông chiến đấu đến cùng trước một đội Iraq muốn kết thúc chiến dịch của họ với 6 chiến thắng hoàn hảo. Sau 5 lượt trận, đội tuyển Việt Nam đang tạm đứng thứ 3 với 6 điểm, thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm so với đội nhì bảng đội tuyển Indonesia, 7 điểm. Ở chiều ngược lại, đội tuyển Iraq hiện có 15 điểm sau 5 trận toàn thắng. Họ vốn đã giành vé sớm đi tiếp vào vòng loại thứ 3 sau 4 lượt trận trước đó, còn Philippines chính thức dừng chân khi chỉ có 1 điểm, đứng cuối bảng F. Do đó, tấm vé đi tiếp còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Indonesia. Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ đi tiếp trong hai trường hợp. Thứ nhất, đội tuyển Việt Nam đi tiếp khi chúng ta thắng đội tuyển Iraq đồng thời đội tuyển Indonesia không thắng Philippines. Thứ hai là tuyển Việt Nam hòa Iraq trong khi Indonesia thua tuyển Philippines. Cựu danh thủ Iraq cảnh báo đội nhà trước trận gặp Việt Nam. Trước trận gặp đội tuyển Việt Nam vào đêm ngày 12 tháng 6, Salih Sadia đã thẳng thừng nhận xét rằng dù đã toàn thắng ở vòng loại 2 nhưng nếu cứ thi đấu như hiện tại, đội tuyển Iraq sẽ không thể đoạt vé dự World Cup 2026 ở Canada, Mỹ, Mexico. Salih Sadia thừa nhận đội tuyển nước nhà đã tiến bộ. Nhưng đây mới là vòng loại 2 và anh tin rằng thử thách vẫn còn ở phía trước. Đội tuyển Iraq đang đạt được những kết quả tích cực và đã hoàn thành mục tiêu đi tiếp với 15 điểm. Đội tuyển tiếp tục tiến bộ từ trận này sang trận khác dưới sự dẫn dắt của Jesus Casas, Salih Sadia nói. Những gì đang đến với đội tuyển Iraq là rất khó khăn, thể hiện qua vòng loại quyết định cho World Cup. Nhiệm vụ đầu tiên đã được Iraq hoàn thành xuất sắc, nhưng nói thật là không khó. Tôi tin rằng bài kiểm tra thực sự đang chờ đợi ở vòng loại World Cup sắp tới, vòng loại 3. Cựu tiền vệ từng 56 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi 7 bàn cho rằng nếu cứ thi đấu như thế này, Iraq sẽ không thể đoạt vé vào vòng chung kết, ngay cả khi châu Á được tăng lên 8 suất. Salih Sadia nói,
Có người cho rằng vòng loại World Cup sẽ trở nên dễ dàng vì châu Á sẽ có 8 suất, nhưng tôi phản đối nhận định này vì các đội còn lại ở lục địa châu Á cũng đã phát triển. Họ có quyền chính đáng đến World Cup. Đó là những gì Iraq mong muốn nhưng nó cũng là những gì các đội tuyển khác hy vọng. Đội tuyển Iraq ở cấp độ hiện tại sẽ không thể vượt qua vòng loại World Cup. Các cầu thủ phải cảm thấy có trách nhiệm và nhận ra rằng họ đại diện cho đất nước này. Tôi thấy họ vẫn chưa thi đấu với phong độ cao nhất. Tôi tin rằng đội tuyển Iraq cần phải nỗ lực bởi vì sự phát triển mà đất nước cũng phải được phản ánh trong bóng đá Iraq. Và tôi cũng mong mọi người không can thiệp vào sự lựa chọn của huấn luyện viên Jesus Casas. Ông ấy biết chính xác mình đang làm gì. Dư luận Iraq ngỡ ngàng vì chiếc xe cà tàng chở hành lý của tuyển Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Iraq bất ngờ bị dư luận nước nhà chỉ trích sau khi một tấm ảnh hậu trường của tuyển Việt Nam bị rò rỉ. Trang tin Info Plus Network của Iraq đăng tải thông tin khá bất ngờ liên quan tới tuyển Việt Nam. Theo đó, dư luận ở Iraq bất ngờ nổ ra tranh cãi sau khi hình ảnh chiếc xe tải chở hành lý của tuyển Việt Nam được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến từ Iraq bày tỏ nghi vấn rằng liên đoàn bóng đá nước này đã không đón tiếp tuyển Việt Nam một cách chu đáo. Và việc bố trí chiếc xe tải cũ kỹ để chở hành lý của tuyển Việt Nam có thể khiến đội chủ nhà cảm thấy mất mặt. Trong vài giờ qua, một bức ảnh lan truyền như cháy rừng trên mạng xã hội cho thấy một chiếc xe tải cũ kỹ đã được sử dụng để vận chuyển hành lý của tuyển Việt Nam sau khi đến sân bay quốc tế Basra. Liệu ai phải chịu trách nhiệm về việc này? Tuyển Việt Nam đặt chân đến sân bay Basra vào thứ Bảy ngày 8 tháng 6. Hành trình của họ từ Hà Nội qua Doha và kết thúc ở tỉnh Basra kéo dài hơn 7 giờ. Tuy nhiên, bức ảnh về chiếc xe tải chở hành lý của tuyển Việt Nam đã gây ra tranh cãi. Một blogger cho rằng Liên đoàn bóng đá Iraq sẽ phải cảm thấy xấu hổ sau khi bức ảnh trên được lan truyền trang Info Plus Network viết. Trước làn sóng tranh cãi, một thành viên trong Liên đoàn bóng đá Iraq, Ahmed Al-Mousawi đã phải lên tiếng. Phát biểu của nhân vật này được đăng tải trên Info Plus Network. Ở vòng loại World Cup, mỗi đội khách là phía tự chịu mọi chi phí và lựa chọn những thứ phù hợp với mình theo khả năng tài chính. Liên đoàn bóng đá Việt Nam là bên cử phái đoàn tiền trạm để lựa chọn phương tiện vận chuyển và khách sạn, còn Iraq sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho họ. Việc thuê xe vận chuyển là do phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, ông Ahmed Al-Mousawi cũng cho rằng hình ảnh được lan truyền thực chất không có gì đáng tranh cãi bởi nó hết sức bình thường. Việc các đội bóng thuê xe tải để chở hành lý là chuyện bình thường và hình ảnh được công bố cũng là hết sức bình thường. Không có vấn đề gì trong công tác tổ chức và tiếp đón của Liên đoàn bóng đá Iraq. Ngoài việc đề cập tới câu chuyện kể trên, trang Info Plus Network cũng nhắc tới khó khăn của tuyển Việt Nam bởi thời tiết nắng nóng tại Basra. Tuyển Việt Nam phàn nàn về thời tiết nắng nóng ở tỉnh Basra khi ban lãnh đạo đoàn Việt Nam nói chuyện với các điều phối viên an ninh và truyền thông ở Basra về nhiệt độ cao và thời tiết khắc nghiệt tại đây. Trong buổi tập, nhân viên y tế yêu cầu các cầu thủ Việt Nam ngồi nghỉ trong bóng râm và thực hiện một số phương pháp để thích nghi với nhiệt độ ở Basra. Ngoài việc đi bộ không dày trên sân cỏ sau khi hoàn thành buổi tập buổi tối để điều chỉnh đồng hồ sinh học, cải thiện giấc ngủ và thích ứng với những điều kiện ở Basra. Theo lịch, trận đấu giữa tuyển Iraq gặp Việt Nam sẽ diễn ra lúc 1 giờ ngày 12 tháng 6, theo giờ Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ hướng tới chiến thắng trước đội chủ nhà để níu kéo hy vọng đi tiếp.